Vâng. Tạo ra một sản phẩm diệt SARS-CoV-2 lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Azonano, một trong những tờ báo công nghệ hàng đầu tại nước Anh, đã có một bài viết về chiếc khẩu trang y tế đầu tiên trên thế giới diệt được tới 99% virus SARS-CoV-2. Và điều đặc biệt của nó là lớp G-Sai, lớp vải G-Sai, lớp này đã được phủ một lớp bio nano lên đây. Cái cơ chế mà diệt virus ấy, là nó diễn ra như nào anh? SARS-CoV-2 là một virus có màng với chất phủ bio nanotech G-Sai có trên lớp vải. Khi tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 thì nó xuyên qua màng tế bào và nó giúp bích hoạt virus và khiến cho virus không thể tăng sinh được. Ngay sau đó, chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2021, hơn 10 triệu chiếc khẩu trang này đã được xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Bồ Đào Nha, Italia, Australia, Mỹ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.